tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Giá vàng trong nước được cập nhật vào lúc 18:30 ngày 7 tháng 3 năm 2021 như sau. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 55,1 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 55,62 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,05 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,45 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 55,6 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNC được niêm yết với giá là 55,05 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 55,6 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 55,52 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,22 triệu đồng trên một lượng. Vàng SPC được niêm yết với giá là 54,38 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 54,58 triệu đồng trên một lượng. Là 1.735 USD trên một ao, người mua vàng với mức giá này đã mất tương đương khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Giới phân tích nhận định giá vàng đã bị đè bẹp do lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ liên tục tăng, đồng USD tăng giá dữ dội, sự kỳ vọng kinh tế thế giới phục hồi sau khi nhiều quốc gia tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng, khiến nhà đầu tư giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý. Giá vàng có lúc giảm mạnh là điều dễ hiểu. Trong tuần giao dịch, các nhà đầu tư hạn chế, chủ yếu bán ra khiến giá vàng đi xuống. Theo giới kinh doanh, giá vàng chỉ bứt phá đi lên khi lãi suất trái phiếu đảo chiều đi xuống, kéo theo sự suy yếu của đồng USD. Nếu trong tuần tới vượt qua mức kháng cự 1.725 USD trên một ao, giá vàng sẽ tiếp tục lên mức 1.750 USD trên một ao. Và ngược lại, nếu giá vàng không giữ được mức 1.675 USD trên một ao, sẽ còn rơi xuống xa ở vùng 1.600 USD trên một ao. Thị trường ngoại tệ, chỉ số đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đang đứng ở 92,018 điểm, tăng 0,374 điểm, tương đương 0,41%. Giá vàng thị trường vàng thế giới tạm ngừng bán tháo trong phiên giao dịch vào ngày thứ 6, ngày 5 tháng 3. Nhưng giá vàng hoàn tất tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Áp lực mất giá đối với kim loại quý này vẫn còn lớn vì lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã vẫn leo thang và đồng USD tăng mạnh. Sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố kết quả việc làm vào tháng 2 tốt hơn dự báo, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc vượt 1,6%, lập đỉnh mới từ một năm trở lại đây. Đồng USD đã đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng, chỉ số index lúc tăng lên gần 92,9 điểm, từ mức 91,6 điểm trong phiên trước. Lãi suất tăng và tỷ giá đồng bạc xanh cũng tăng, làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng. Kênh đầu tư không mang lãi suất và được định giá bằng USD. Trao đổi với một số nhà quản lý danh mục cho rằng giá vàng đang chịu áp lực bởi đà tăng liên tiếp diễn và lãi suất trái phiếu tăng liên tiếp khiến cho giá vàng mất hẳn đi vị trí là kênh lưu trữ giá trị trong tương quan so sánh với trái phiếu. Áp lực lạm phát cũng có thể tăng lên khi kinh tế phục hồi, nhưng sức ép lãi suất tăng có vẻ lớn hơn và là một nhân tố ngắn trong tác động đến giá vàng, thay vì vàng được hỗ trợ bởi kỳ vọng lạm phát tăng. Nếu như lãi suất tiếp tục đi lên nhờ những thông tin kinh tế tích cực của Mỹ, giá vàng sẽ còn đương đầu với sức ép giảm, và nếu lãi suất yếu đi, sức ép giảm giá của vàng sẽ bớt dịu đi. Lúc đóng cửa, giá vàng giao tháng 4 tại sàn New York giảm 2,2 USD trên một ao, tương đương giảm hơn 0,1%, còn 1.698,5 USD trên một ao. Giá vàng giao ngay theo dữ liệu Kitco tăng 3,2%, tương đương tăng gần 0,2%, chốt ở mức 1.701 USD trên một ao. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của vàng giao sau kể từ tháng 6 năm 2020. Phiên ngày thứ 5, giá vàng giao sau đã giảm 0,9%, còn giá vàng giao ngay mất 0,8% và chạm đáy của 10 tháng. Tính cả tuần, giá vàng giao ngay giảm khoảng 1,8%, giá vàng giao giảm hơn 2%.
Thị trường vàng đang rất lo về khả năng tăng trưởng kinh tế dẫn tới lạm phát cao hơn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed buộc phải tăng lãi suất và nhà phân tích phát biểu. Xét tới bản chất của vàng là không mang lại lãi suất, chỉ là một kênh trú ẩn an toàn. Báo cáo việc làm tháng 2 khả quan có thể đẩy giá vàng giảm giá sâu hơn. Báo cáo hàng tháng của Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp có thêm 379.000 công việc mới trong tháng 2, vượt xa mức dự báo là 182.000 công việc mới mà các nhà phân tích đưa ra trước đó. Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm 6,2% từ mức 6,3% trong tháng 1. Thống kê trên đã làm dấy lên hy vọng về đà khởi sắc của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm nay, sau cú sụt giảm chóng mặt trong năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đang đẩy lên những mức cao hơn, đó là tin xấu đối với giá vàng. Diễn biến vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Trong một bài phát biểu vào ngày thứ năm của Chủ tịch Fed cho rằng, xu hướng tăng gần đây của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chưa có ảnh hưởng gì đến các điều kiện tài chính, đồng thời không phát đi tín hiệu nào cho thấy Fed có thể cân nhắc các biện pháp kiềm chế đà tăng lãi suất. Những phát biểu này từ ông Powell, Chủ tịch Fed, đã khiến thị trường thất vọng vì trước đó nhà đầu tư hy vọng ông sẽ đưa ra một tín hiệu nào đó để can thiệp nhằm giảm nhiệt lãi suất. Điều này càng làm gia tăng áp lực là giảm giá lên vàng. Đang có một sự dịch chuyển nhẹ trong danh mục đầu tư đối với trái phiếu được phân bố và vốn mò là mối quan tâm đối với vàng giảm đi. Nhà đầu tư phân tích cũng viết trong một báo cáo, kịch bản kỹ thuật đối với vàng vẫn bị quan và hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá vàng sẽ sớm bật trở lại. Trong nước, giá vàng miếng đầu giờ sáng vào ngày 7 tháng 3 giảm từ 200 đến 250.000 đồng trên một lượng cho chiều bán và so với sáng hôm trước, trong khi giá mua vào giảm 350 đến 400.000 đồng trên một lượng. Tính cả tuần, giá vàng miếng bán lẻ sụt giảm nửa triệu đồng trên một lượng. So với giá vàng thế giới, quy đổi giá vàng miếng bán lẻ vẫn cao hơn vàng thế giới 8,4 triệu đồng trên một lượng. Và tại tập đoàn Nodoji cũng niêm yết ở mức 55 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,6 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu cũng ở mức là 55,1 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra ở mức 55,6 triệu đồng trên một lượng, tương ứng với giá mua và giá bán. Giá ổ đề tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.810 đồng mua vào và bán ra ở mức 23.860 đồng, không thay đổi so với sáng hôm trước. Và tại ngân hàng Vietcombank, ổ đề được niêm yết ở mức 22.945 đồng và bán ra ở mức 23.125 đồng, tăng 15 đồng so với ngày hôm trước. Đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.